Chào các bác, hôm nay Hà Nội có chút mưa xuân rất là đặc trưng các bạn. Đấy, thì đi chợ có một chút gì đấy nó cảm giác nó khang khác. Hôm nay tôi đi từ cuối chợ đi vào, xong rồi mới đi vào khu vực sầm uất xem nó có cái gì không. Để quay đằng cuối chợ đấy, lâu lâu không quay. Đấy, thì cùng tôi các bạn nhé. Nhiều hoa quá. Về làm lại cái vết cắt này. Sớm là không kịp hỏi bác, không mua thì cũng không kịp hỏi. Cuối chợ này thi thoảng có những cây khá là đẹp. Đôi từng cối. Ông béo ơi. Tôi từng cối rất già. Đôi này của nhà mình ấy. Không phải của chung người máy đấy. Không phải của tôi thì cũng chung người máy. Đôi này bao nhiêu ạ? Không phải quá anh đẹp quá. Đôi Tùng. Tùng này. Dạ. Bao tiền cái đôi này anh? Một cây nhiều tiền hơn một cây nhiều tiền một cây ít tiền.
Cây này nhiều hơn đúng không? Cây này nhiều hơn. Bao tiền cây đấy anh? 12 triệu. 12 à? Thế mà cả một đôi thì bao nhiêu? 12 thì kia chỉ có 7 triệu thôi. Kia 7 triệu. Này nhìn cái thân đẹp quá nhỉ. Có nhà, có cái nhà to to để vào sướng. À, nhỏ nhỏ này của bác hết à? Đây dãy dưới này của bác hết à? Ôi rồi, chồng mông à? Chồng mông đấy. Đây mua mấy cái lán nhỏ nhỏ để chơi bonsai hay quá. Nhìn nó không có chậu thôi, cho vào chậu là hay đấy. Thích mãi mãi tại mãi mà thằng cô mãi 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 lúc mãi lắm mãi 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 theo mãi 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 em về làm cái tay rơi hay đấy, nhưng mà cái cổ hơi to. Mình quan thì là ổn. Chuyện chuyện là cái đấy. Này có cái tay rơi hay mà cái cổ nó hơi kém nhỉ? Vì con này xấu. Đấy, không, cái đoạn này cứng quá mà cái này hơi to, lũa này đi. Đỉnh rơi hay. Lá đẹp nhỉ cây này. Cây này cũng hơi to quá. Thân thì ổn.
bonsai nghệ thuật. Đây cái trực này hay này. Ưu ái riêng cho bọn mấy cái dáng trực. Chưa có những cuộc giao dịch mấy. Cái xanh. Con đấy hay nhỉ, con đấy có cái em. Quê nhỉ? Nam Điền đấy. Nhìn là bán cái lá không nhìn rõ. Cây này bao tiền? Cây 2 triệu. Đập hàng từ đập con sai. Cho người cái chậu nó nhìn nó mới nét. Chậu mới nét. Nó đầy đầy răm một tí nhìn nó rõ. Đầy bông này viết lên nữa.